Vương xin chào mọi người. Như mọi người đang nhìn á, có những cái ngôi nhà mà giống như là người ta làm để nghỉ dưỡng. Cách đất này chỉ khoảng tầm 800 mét thôi, 700-800 mét. Còn đây là đường vô đất bên tay phải mọi người. Từ đây vô đất khoảng tầm 500 mét là cua phía bên tay phải. Còn phía bên tay trái là đường thẳng ra quốc lộ 1A, khoảng tầm 17 cây là đến quốc lộ 1A. Còn hướng này thì đi khoảng tầm 500 mét nữa là ra đến quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nói chung là đây là quốc lộ 26 đến ủy ban chỉ khoảng tầm 500 mét. Không, 7 7 7 800 mét mọi người, mình nói nhầm nhé. 7 800 mét ấy là đến ủy ban với quốc lộ 26. Con đường đang quay đây là con đường tỉnh 5. Nó kết nối giữa quốc lộ 26 và quốc lộ 1A. Như mọi người đang nhìn kia, lô đất kia. Cuối là suối, còn phía trên là đường. Đi 500 mét là ra đường tỉnh 5 hồi đấy mình quay đấy mọi người. Cuối là suối đá nhé. Còn là cái đường này là cái đường qua đường bê tông mà chủ khu dân sinh đấy, như mọi người nhìn cặp mé đấy, chỉ khoảng tầm 300 mét thôi, 300-400 mét thôi. Còn ra đến chỗ xa xa đấy là chỗ ủy ban xã Ninh Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Còn phía xa xa nữa thì bên đây đấy là chợ Ninh Sim. Lô đất này rất bằng mọi người, view rất đẹp. Xung quanh là đồi núi nhưng mà nó lại ở một cái đồng bằng. Lô đất này diện tích là 1,4 hectare. Thuộc xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Từ đây mà về thành phố Nha Trang khoảng tầm đến ranh giới thành phố Nha Trang chắc tầm hơn 30 cây tí mọi người. Còn đến thành phố biển chắc sắp gần 40 cây. Đến chỗ mà biển du lịch á chắc không tới 40 cây đâu. Lô đất này đất rất bằng. Xung quanh là người ta trồng tràm nhé, trồng tràm trồng mía. Chỉ có lô đất của mình là bỏ trống thôi. Trước kia là trồng mì nhưng bây giờ người ta bỏ trống. Người ta không có nhu cầu nữa và người ta sẽ bán. Phía đằng này có một cái ao rất lớn. Còn phía cuối thì có một cái suối đá. Nói chung là quanh năm không bao giờ cạn. Như mọi người nhìn hình lô đất, nói chung là rất vuông vắn mọi người. Đất là bằng tuyệt đối luôn. View là xung quanh rất thoáng đẹp. Nói chung là đường đi thuận lợi nhé, đường đi thể hiện trên sổ. Xung quanh là view đồi núi, nói chung là cái view nó thoáng đẹp lắm mà tự nhiên mình lại ở một cái vùng đồng bằng. Đất không có trũng nước đâu nhé. Xung quanh là mọi người nhìn nó trồng mía, trồng tràm, chỉ có đất này nó cỏ không nên nhìn mọi người nhìn nó tùm. Phía cuối này là con suối đá. À, chảy ra từ của nhánh sông Cho, sông Trò chứ mọi người. Nhưng nói chung là không bao giờ cạn. Nói chung là cái giá rất rẻ, Vương sẽ để trong cái phần tiêu đề và phần mô tả. Đường đi thì thuận lợi. Giá thì rẻ hơn thị trường rất nhiều. Vương xin chào mọi người.